Rồi um, bây giờ cô sẽ, sẽ nói khái quát lại về các cái phần lý thuyết từ bài 1 cho đến bài 6 ha. Chi tiết thì mấy đứa vẫn đọc lại đề cương nhé. Về bài, bài 1 đó, thì chúng ta có hai nội dung chính. Thứ nhất đó là phần nhân đôi ADN. Thứ hai đó là phần mã di chuyển. Phần nhân đôi ADN thì cô đang vẽ một cái chẹt chữ Y. Thì chúng ta thấy trên mạch khuôn 3, đến 5, mạch mới sẽ được tổng hợp liên tục. Như vậy mạch mới liên tục sẽ là mạch 53. Vậy thì mạch mới gián đoạn sẽ là mạch 3 năm. Đó là nó về mạch mới. Còn nếu mạch khuôn á, thì là cái phần màu xanh này. Mình đưa sẽ đọc theo chiều của mạch khuôn. Như vậy chúng ta nhớ về nhân đôi ADN thì chúng ta nhớ đến hai enzyme. Enzyme thứ nhất đó là ADN polymerase dùng để tổng hợp mạch mới. Enzyme này sẽ di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3 đến 5 phẩy để tổng hợp mạch mới theo chiều ngược lại 5 phẩy đến 3 phẩy. Còn enzyme ligaza là dùng để nối. Các nguyên tắc được thực hiện thì chúng ta hay quen thuộc với nguyên tắc là bổ sung và bán bảo tồn. Nhưng mà trong đề ôn tập của chúng ta thì có sử dụng thêm một cái từ ngữ gọi là nguyên tắc khuôn mẫu. Thì cái này cũng đơn giản có nghĩa là nó phải có một mạch nào đó để làm khuôn. Ví dụ như ở trong này thì chúng ta có hai cái mạch màu xanh này, này là dùng làm khuôn. Kết quả thì chúng ta thu được hai phân tử ADN. Mỗi một cái phân tử sẽ có một mạch của mẹ và một mạch mới để biểu diễn cho cái nguyên tắc bán bảo tồn. Về mã di truyền, mã di truyền của chúng ta thì được gọi là mã bộ 3 bởi vì cứ ba nu thì sẽ mã hóa cho một axit amin. À, chúng ta có tại sao chúng ta lại có 64 bộ 3 là bởi vì có mã của nó là mã bộ 3 mà. Bộ 3 có 3 vị trí. Vị trí thứ nhất có 4 lựa chọn là ATGX Vị trí thứ hai là ATGX, ATGX nhân vào thì có tất cả là 64 bộ 3. Trong 64 bộ 3 này thì thường người ta sẽ hỏi đến 4 bộ 3. Thứ nhất đó là bộ 3 mở đầu, như chúng ta nói là liên quan đến vàng ha. 5, AUG. Thì nhiều bạn rất là hay nhầm lẫn bộ 3 mở đầu và axit amin mở đầu. Thì đây là bộ 3 mở đầu là các nu sẽ mã hóa cho axit amin mở đầu là đối với nhân thực axit amin mở đầu tên là methionine đối với nhân sơ thì nó tên là phocmin methionine còn bộ ba kết thúc á, thì nó có ba bộ ba kết thúc là uaa uag uga các tính chất của mã di truyền chúng ta có tính bốn tính chất một là tính liên tục có nghĩa là nó đọc liên tiếp nhau từ ba nu rồi ngắt ba nu rồi ngắt rồi tiếp theo là tính đặc hiệu như chúng ta biết rồi tính đặc hiệu là một bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin có cái từ chỉ ở đây tính thoái hóa là nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một axit amin thì ở đây chúng ta lúc mà học bài 4 đột biến gen á người ta có nói là một số đột biến gen có thể không có gây hại cho thể đột biến thì nó có thể rơi vào trường hợp này này là bởi vì ví dụ như đột biến mà nó thay thế u bằng x thì bộ ba trước và bộ ba sau á nó cùng mã hóa cho một axit amin là serine thôi thì cuối cùng polypeptide không ảnh hưởng gì cả. Tính phổ biến là một bộ ba Ma hóa cho một axit amin ở nhiều loài. Về bài 2 thì bài 2 chúng ta có phần phiên mã và dịch mã. Trong phần phiên mã thì cái đầu tiên chúng ta cần nhớ là về các loại ARN. À, MRN thì là mạch thẳng, vai trò là làm khuôn cho dịch mã. TRN là mạch xoắn nên là trong bài trong đề gì? ôn um, tập của chúng ta có cái câu đề cập đến vấn đề về liên kết hydro đó thì TRN là mạch xoắn thì nó có liên kết hydro vận chuyển axit amin và có bộ ba đối mã RARN thì mạch xoắn nên cũng có liên kết hydro và nó cấu trúc lên à, cấu trúc lên ribosome nha bây giờ đến cơ chế đầu tiên là chúng ta nói về cái mạch nào sẽ làm khuôn cho phần quá trình phiên mã thì gen của chúng ta có hai mạch đúng không thì chỉ có một mạch làm khuôn thôi, gọi đó là mạch gốc. Mạch gốc này sẽ đọc theo chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Thì enzyme tham gia phiên mã tên là ARN polymerase làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tháo xoắn. Nó sẽ chạy đến đầu 3 phẩy này, nó tháo xoắn để trải thẳng ra. Cái này là cô vẽ đã tháo xoắn rồi, mà trước đó nó phải làm thao tác tháo xoắn chạy thẳng ra. Sau đó đó thì nó mới làm cái nhiệm vụ chính của nó là tổng hợp phân tử ARN theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy và theo nguyên tắc bổ sung. Như vậy chúng ta qua cái phần nhân đôi phiên mã thì chúng ta thấy nhân đôi thì enzyme ADN polymerase chỉ là một nhiệm vụ thôi, đó là tổng hợp mạch mới. Trong khi đó phiên mã thì ARN polymerase sẽ làm hai nhiệm vụ. Một là tháo xoắn, hai là tổng hợp phân tử ARN. Và đều ARN polymerase hay là ADN polymerase thì đều tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung cả. Sau khi tổng hợp xong thì quá trình phiên mã chúng ta thu được một phân tử ARN. Nếu nhân sơ thì nó sẽ đem đi dịch mã luôn, còn nhân thực thì nó có biến đổi, cắt in trong nó ít sau. Rồi bây giờ đến cái phần dịch mã. Dịch mã thì chúng ta có bước đầu tiên đó là hoạt hóa acid amin, viết như một phương trình phản ứng vậy. Acid amin tự do, gắn với TRN nhờ ATP và enzyme để tạo thành axit amin TRN. Ở cái tiếp theo là tổng hợp chuỗi polypeptide thì chúng ta có 3 giai đoạn mở đầu, kéo dài và kết thúc. Cô sẽ nói về mở đầu và kết thúc. Mở đầu là đầu tiên đó, chúng ta có một cái mạch thẳng. Đây chính là mRNA. đầu đó có bộ ba mở đầu là AUG đúng không? Bộ ba giai đoạn đầu tiên chia thành ba cái bước nhỏ. Một là tiểu đơn vị bé của ribosome đến. Đó. Sau đó chúng ta sẽ có TARN mang axit amin mở đầu đến đối mã. Nếu đây là nhân thực thì axit amin mở đầu sẽ là methionine. Nếu là nhân sơ thì nó là formin methionine. Vậy thì cái TARN này nó mang bộ ba đối mã này á thì khi đề nếu như họ có hỏi về anticodon tức là bộ ba đối mã đó. Anticodon thì chúng ta cứ viết theo nó đối từ cái chỗ mà ARN này. Ví dụ như mà ARN của chúng ta là 5, AUG 3, I, ha. Vậy thì anticodon của TRN sẽ như thế nào? Đối mã ngược lên. 5 thì nó là 3, phẩy. U, A, -X 5, phẩy. Thấy không? Đó. Rồi, sau đó chúng ta có tiểu đơn vị lớn của ribosome đến. Vậy là chúng ta có đơn vị dịch mã hoàn chỉnh. Vậy thì đơn vị dừng mã của chúng ta có từ tiểu đơn vị bé TRN đến đối mã và tiểu đơn vị lớn Vậy thì axit amin được dịch đầu tiên là methionine. Sau đó thì chúng ta sẽ có các cái axit amin tiếp theo được dịch Giữa methionine và axit amin tiếp theo sẽ hình thành những cái peptit Và cái ribosome này nó trượt cho đến khi nó gặp một trong ba bộ ba kết thúc Ví dụ là UAA, UAG hoặc UGA thì nó dừng lại Vậy thì đây, chấm 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 Đến chỗ này là axit amin thứ N, còn cái bộ ba kết thúc này thì nó không mã hóa cho axit amin nào hết. Vì thế nên bộ ba kết thúc cũng không có anticodon nha. Sau khi mà đã dịch mã xong thì nó phải làm thao tác là bỏ đi cái axit amin đầu tiên để chúng ta có một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh. Ở đây thì chúng ta còn có một cái nữa gọi là polysome hay còn có gọi là polyribosome. Có nghĩa là sao? nhiều ribosome cùng trượt trên một mRNA để tăng hiệu suất cho trượt nhanh hơn đó. rồi bài 3 bài 3 thì phần đầu tiên của lý thuyết là điều hòa hoạt động gen thì hỏi khái niệm đó là điều hòa lượng sản phẩm của gen tạo ra ở nhân sơ ừ, cái này là nhân sơ này thì điều hòa hoạt động gen chủ yếu xảy ra ở phiên mã thôi còn nhân thực thì xảy ra ở tất cả các cấp độ à, khi hỏi về bài 3 thì người ta có thể hỏi hai phần thứ nhất đó là phần cấu trúc thứ hai là phần hoạt động Đầu tiên là phần cấu trúc của operon lac Nó chỉ bao gồm các phần là B, O và nhóm gen cấu trúc ZIA Vậy có nghĩa là Operon lac thì sẽ không có gen điều hòa Được chưa nào Rồi, và thì bây giờ uh, Operon lac của chúng ta gồm cũng như phần này Thì chúng ta sẽ xem vai trò của nó B là promoter Tức là khởi động để làm gì Cho enzyme ARN polymerase bám lên thì chúng ta học vào bài trước chúng ta biết ARN polymerase là để phiên mã vậy nó bám lên đây mục đích là nó sẽ phiên mã cái ZIA này xong rồi sau đó đem đi dịch mã còn O là để làm gì để cho protein ức chế bám lên đúng không protein ức chế mà protein ức chế từ đâu mà có gen điều hòa sẽ tạo ra đấy xong rồi em protein ức chế này bám lên đây còn ZIA là để làm gì là để mã hóa enzyme để phân giải lacto bởi vì lacto là đường đôi nên khi mà ăn vào thì phải phân giải nó trở thành đường đơn thì cơ thể của bất kỳ một cái sinh vật nào nó mới hấp thụ được rồi đó là phần cấu trúc ha rồi thứ hai là phần hoạt động thì cô nói sơ lại cái phần hoạt động ha à, phần màu đỏ này sẽ là gen khi mà không có lacto khi không có lacto thì gen điều hòa tạo protein ức chế protein ức chế bám lên đây như vậy thì lúc này á ZEA sẽ không được phiên mã dịch mã nữa đúng không à, quên không được rồi cái thứ hai là có lacto có lacto thì phần màu đen nha cái viết này khó viết quá ta à, gen điều hòa sẽ tạo protein ức chế sau đó protein ức chế sẽ gắn với đường lacto thì khi đã gắn với đường lacto rồi thì lúc này nó sẽ không gắn lên ô để ngăn cản được nữa vì thế nên enzyme arn polymerase sẽ gắn lên vùng p zi được phiên mã dịch mã như vậy ở đây có một cái hoạt động mà nó diễn ra cả khi môi trường có và không có lacto Đó chính là gen điều hòa tổng hợp protein ức chế à, Bài 4 là phần đột biến gen Bài 4 thì có liên quan đến phần bài tập của chúng ta Ở đây thì cô nói về lý thuyết thôi Còn bài tập của bài 4 hoặc là những bài tập của bài 1 đó, Thì mấy đứa xem lại cái phần ôn tập của mình này những cái câu mà cô sửa đọc đáp án là cái thứ nhất cái thứ hai là xem lại cái hồi mà chúng ta ôn tập bài 4, bài 5, bài 6 đó thì mình có ôn tập lại cái phần bài 4 đấy bây giờ về khái niệm và bài 4 thì chúng ta có ba cái khái niệm cần nhớ các bạn cũng được khảo rất là nhiều rồi đột biến gen là đột biến trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nu còn đột biến điểm thì liên quan đến một cặp thôi điểm là một cặp thể đột biến thì nó có hai cái Thứ nhất là mang alen đột biến Cái thứ hai là biểu hiện kiểu hình của đột biến Dạng đột biến thì có thay thế hoặc là thêm bớt Cái này có thể hỏi lý thuyết Ví dụ như người ta nói là đột biến không làm thay đổi chiều dài Mà nó giảm đi một liên kết hero Không làm thay đổi chiều dài thì là đột biến thay thế rồi đúng không? Giảm đi một liên kết hero thì thay thế gx bằng at Đấy, đấy là kiểu hỏi lý thuyết Còn thường thì nó sẽ áp dụng vào bài tập Hậu quả Đột biến có thể có lợi, có hại hoặc là trung tính Thế làm sao mà biết nó lợi hại trung tính Thì chúng ta phải tùy thuộc vào môi trường và tổ hợp gen Ý nghĩa của đột biến gen là Cái ý nghĩa quan trọng nhất của nó đó Đó là để tạo ra alien mới Là nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa Đến bài số 5 Bài số 5 thì chúng ta có hai phần lớn Thứ nhất là nói về nhiễm sắc thể Thứ hai là nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Nhiễm sắc thể thì có bộ nhiễm sắc thể của một loài thì nó đặc trưng bởi ba yếu tố số lượng hình dạng và cấu trúc còn một nhiễm sắc thể thì nó có ba vùng thôi thứ nhất là tâm động đầu mút và khởi đầu nhân đôi là ba cái vùng mà người ta hỏi vai trò về tâm động về tâm động này nè thì mỗi một nhiễm sắc thể nó chỉ có một vùng tâm động thôi để định hình cái hình dạng và để giúp cho nó gắn và thoi vô sắc à, đầu mút là hai có hai vùng để bảo vệ nhiễm sắc thể tránh đứt gãy khởi đầu nhân đôi thì có thể có nhiều vùng đối với nhân thực dùng để khởi đầu nhân đôi cấu trúc thì đột biến cấu trúc thì mình có mất đoạn, lặp đạo và chuyển đoạn thường thì họ sẽ hỏi những cái ý về mất đoạn là hỏi là làm giảm lượng gen này gây ra hội chứng mèo kêu là đột biến mất đoạn dùng để loại đi những gen không mong muốn lặp đoạn là để uh, là, là tăng lượng gen này và tăng hoạt tính amylaza tạo điều kiện cho đột biến gen <laughs> đảo đoạn thì thường là nó sẽ đảo đoạn thì nó không làm thay đổi thành phần gen và cái từ mà hay xài cho đảo đoạn là đứt ra quay 180 độ và gắn lại thì nó có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen có thể từ hoạt động thành không hoặc ngược lại và giảm khả năng sinh sản có một cái ứng dụng trong sách có nói đó đó là để tạo ra những cái um, nòi hoặc là những cái loài mũi mới chuyển đoạn chuyển đoạn thì có hai loại là trong một nhiễm sắc thể hoặc là giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng. Nếu mà trong một nhiễm sắc thể thì không đổi thành phần. Nữa. Còn nếu như mà giữa hai nhiễm sắc thể thì thay đổi, vì thế nó sẽ hình thành nhóm gen liên kết mới. Ý nghĩa của chuyển đoạn là nó giảm khả năng sinh sản nên người ta thường tạo những cái dòng côn trùng mà cái khả năng sinh sản của nó bị giảm, gây bệnh ung thư máu ở người. Ở bài 6, đột biến số lượng thì Đột biến số lượng có nghĩa là gì? Là thay đổi số lượng nhiễm sắc thể Vậy nó có thể thay đổi ở một hoặc một số cặp Hoặc là thay đổi ở tất cả các cặp Nếu mà thay đổi ở một hoặc một số cặp thì gọi là lệch bội Thì chúng ta chú ý đến hai cái đột biến đó là thể 1 2 n 1 Và thể 3 hai n cộng 1 Còn nếu như nó thay đổi ở tất cả các cặp Thì nó có thể là đa bội lẻ, ví dụ như 3n Đa bội chẵn ví dụ như 4n Hoặc là đa bội hình thành từ hai loài khác nhau Gọi là thể song nghị bội đó Gọi là dị đa bội thì chú ý về những cái phần hậu quả Thì 3N với 4N hay là đột biến tự đa bội lẻ trắng á Thì thường là cơ quan sinh dưỡng lớn Sinh trưởng phát triển mạnh Và trong đó chú ý là đa bội lẻ Ví dụ như 3N á, thì nó không có khả năng sinh sản Mấy cái quả của chuối, của nho, dưa hấu Thì nó không hẹp Thì nó không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường Còn 4N thì vẫn sinh sản hữu tính bình thường nha đột biến thì nó có thể xảy ra được ở nguyên phân và giảm phân có thể xảy ra ở um, tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục được hết nhé. ở bài sáu thì dạng mà ứng dụng lên thì người ta hay cho cái kiểu này, thứ nhất là nhận dạng trên lớp mình cũng được làm rồi. ví dụ như là bình thường thì mỗi một cặp nó sẽ có hai chiếc, bây giờ cặp A có một chiếc, còn cặp B, cặp D có hai chiếc thì đây gọi là thể một. bây giờ cặp A có ba chiếc. B và D đều có hai chiếc thì nó là thể ba. Cái này mỗi một cặp có ba chiếc lên nó tăng số lượng giống y chang nhau mà gấp 3 lần lên. 3n, 4n, đấy. Rồi tính số lượng nhiễm sắc thể cho một cái gì đó rồi tính thì chú ý là chỉ có bốn cái này nó là n thôi. Tinh trùng trứng hạt phấn noãn còn lại thì nó đều là 2n hết đó là cái phần lý thuyết thì nó cơ bản là hỏi trong những cái vấn đề như vậy còn phần bài tập thì mấy đứa nhớ ha xem lại cái phần mình đã ôn tập cái hồ, phần ôn tập này nè mấy cái bài tập uh, những cái đề kiểm tra 15 phút lần trước của mình ha mấy đứa thì tốt nha